Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự ngày 22 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2022. Theo đó, năm 2021, toàn huyện đã chuyển đổi được trên 214 ha đất, riêng quý 1 năm 2022 đã chuyển đổi được 114,7 ha, đưa tổng diện tích chuyển đổi toàn huyện lên 329 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì phối hợp với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo xây dựng được 5 mô hình, xây dựng được một cửa hàng giới thiệu bán các sản phẩm đặc sản và các sản phẩm OCOP. Trên địa bàn huyện hiện có 60 cơ sở sản xuất và chế biến chè công nghiệp. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện sẽ tổ chức các hoạt động như hội nghị biểu dương những tập thể cá nhân có công tiêu biểu, tổ chức dâng hương dâng hoa và thắp nến tri ân, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên và ngoài địa bàn huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhất trí cao với các nội dung trình bày tại cuộc họp, đồng thời yêu cầu Phòng Nông nghiệp cần chỉnh sửa lại văn bản và các biểu phụ lục hoàn chỉnh, tiếp tục duy trì các mô hình. Phòng Lao động Thương binh Xã hội tập trung tham mưu thực hiện quỹ đền ơn đáp nghĩa theo nghị quyết mới 131. Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ phải căn cứ vào tình hình cụ thể để điều chỉnh quy mô các hoạt động. Ngoài các hoạt động trên, còn tổ chức thêm lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, đề nghị các phòng rà soát và xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Phòng Giáo dục và Phòng Lao động Thương binh Xã hội cần chỉ đạo các địa phương tập trung phòng chống đuối nước. Ban chỉ huy quân sự huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung của diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Sau cuộc họp này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức cuộc họp để bàn các giải pháp thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến tại phòng giao dịch một cửa Ủy ban nhân dân huyện. Và ngày 23 tháng 5 sẽ đưa hệ thống giao dịch một cửa Ủy ban nhân dân huyện đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả. Các nội dung khác sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành kết luận riêng gửi cho các phòng. Trước lúc theo dõi tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục quảng cáo. Trung tâm ô tô tải và bus Thaco Nghệ An tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là một trong những trung tâm quy mô được Thaco Auto đầu tư xây dựng bài bản và hiện đại tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe buýt mang thương hiệu Thaco, Kia, Fuso, Futon, Hugo. Chế độ sau bán hàng chúng tôi mang đến các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cung ứng các vật tư phụ tùng chính hãng thuận tiện và nhanh chóng. Năm 2022, để thuận tiện cho khách hàng ở các vùng xa, Thaco Tải Bus Diễn Châu đã được đưa vào hoạt động tại địa điểm khối Bắc, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Sự có mặt của Thaco Tải Bus Nghệ An đã mang đến cho khách hàng tại địa phương và các khu vực lân cận sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Để hỗ trợ khách hàng, Thaco Tải Bus áp dụng ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu trị giá 6 triệu đồng cho khách hàng mua xe Towner áp dụng đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng 5 được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ theo quy định nhà nước. Với khách hàng đã mua xe Thaco Towner, xưởng dịch vụ Thaco Tải Bus Nghệ An áp dụng chương trình tri ân bảo dưỡng sửa chữa giảm 7% tổng chi phí dịch vụ áp dụng đến hết 31 tháng 5 năm 2022. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ, xin vui lòng liên hệ hotline 0933 805 917. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.